Ra vườn gặp bông mẫu đơn đẹp thì phải làm sao? Thì phải đào và cho lên chậu ngay, và luôn mẫu đơn này thì nhổ từ trên núi về, xuất sơn một cái là cho ngay xuống vườn trồng. Trồng được 2-3 tháng nó đã ra nhiều hoa như thế này, toàn ra hoa thế này mà chả lớn mấy, nên cho lên chậu chơi cho nó vui. Cái hồi mà cuốn cây mẫu đơn này lúc đấy là bắt đầu tập chơi, nên uốn nó cứ nhìn buồn cười làm sao ấy. Ai mà chả có lúc bắt đầu uốn cây nhiều rồi thì sẽ có kinh nghiệm thôi. Tham lấy nhiều cành và uốn như thế này thì nhìn nó rất là dối, nhìn qua thì hay hay đấy, nhưng uốn kiểu này thì làm tay cành nó rất là khó, các cành vị trí thì nó sẽ không được rõ ràng. Uốn kiểu này thì chủ yếu là khoe mấy bông hoa nhìn cho nó đẹp, nhưng cho vào cái chậu mini như này đắp rêu nhìn cũng hay phết đấy chứ. Y như rằng được mấy tháng là nhìn chán mắt nên là lại đổi dáng cho cây, lại đem đi cắt trụi hết, gốc đang nằm thì lại thành gốc đứng. Đợi mầm ra và cái mầm nó to như này thì cũng mất khá là nhiều thời gian, lồng vào cái chậu to dễ năn xuống rất là nhiều. Cây mini mình trồng với đất và chấu rất là tốt, hoa nó ra nhiều chưa này. Mẫu đơn thì cái nách lá của nó là nách lá lối xứng này, uốn xong đó là mình cắt giật thì đến đây là mình bấm nó đi thì nó sẽ ra hai cái mầm này, còn nách lá so le thì mình phải uốn kiểu khác. Cây đang ra rất là nhiều nụ và hoa rất là đẹp. Mẫu đơn không có to thân nhưng mà hoa thì nó rất là to và đẹp. Hôm nay thì mưa tầm tã cả ngày nên là chỉ có sửa được mấy cái cây nho nhỏ như này thôi. Giờ sẽ dùng dây 2 ly và vào dây uốn định hình. Các bạn nhìn cái cây này so với cây lúc đầu nhìn có khác nhiều không? Moi đất cho cái thân bên dưới nó nở ra, nhìn cảm giác cái thân nó to hơn. Cái gốc cái bệ nhìn nó cũng quái quái, khá là hay. Lần này thì uốn tay cành nó rõ ràng luôn. Uốn kiểu này thì lúc đầu nhìn nó không đẹp lắm, nhưng sau cành nó dày ra thì nhìn nó rất là đẹp. Cành 1, cành 2 rồi thì bây giờ đến cành phong. Xong thì lại chuyển qua uốn cành ngọn. Cái này thì nó nuôi nó hơi lâu to nên là mình để cái này cho nó to. Mình sẽ nuôi cái cành này đến cái tầm đoạn này này, thì mình sẽ cắt nó ra và sẽ phân nhánh ra. Cái cút này phải bằng ngón cái út này thì mới đẹp. Đến đây thì mình sẽ cắt giật và phân nhánh ra. Đấy, đằng sau thì đây phân nhánh như này là cũng được rồi. Cái này thì mình sẽ làm một cái cành đi xuống nhé, một cành đi lên ngọn như này. Uốn kiểu này thì nó nhìn na ná cây kiểu thiên nhiên hơn. Sau nuôi to rồi cắt giật và sẽ chia cành trên nhánh cho nó thật nhiều ra, sẽ là một cây mẫu đơn mini. Gốc tuy bé nhưng mà nhìn cũng khá là giả, nuôi không biết như thế nào chứ cứ hở ra là nó lại ra hoa. Ra hoa thì nó rất là lâu lớn. Hoa mẫu đơn thì rất là đẹp, chỉ có mỗi tội là nó hoa nó rất là to so với cái thân, nên nhìn tỷ lệ bông hoa so với cây thì nó không được hợp lý lắm. Cứ làm hoàn thiện cái cây rồi khi đó ra nhiều hoa thì nhìn nó rất là hay. Từ lúc lên chậu đến giờ thì cũng phải tầm 6-7 tháng rồi đấy. Hôm nào mà cắt giật được thì mình lại lên clip nha.